Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thần khí hải thần Tam Xoa Kích. Người sở hữu ở đây chính là Đường Tam. Trước khi vào với video ngày hôm nay thì mình rất mong các bạn hãy bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Mọi người hãy giúp cho NTG đạt 5k sub nhé. Rồi ok, không dài dòng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Hải thần Tam Xoa Kích chính là vũ khí của Hải thần Đại Nhân, đó là một kiện thần khí chân chính. Đường Tam nhận được Hải thần Tam Xoa Kích sau khi thông qua khảo nghiệm lần thứ 7. Đồng thời lúc Đường Tam thông qua khảo nghiệm thứ 9 thì thực lực cũng khác hoàn toàn. Hải thần Tam Xoa Kích chỉ có thể do chính Đường Tam cầm trong tay, không thể thu vào trong bất kỳ loại hồn đạo khí nào. Nếu như mà làm như vậy, hồn đạo khí đó nhất định sẽ bị hủy. Tiếp theo cần phải chú ý chính là sức nặng của Hải thần Tam Xoa Kích. Hải thần Tam Xoa Kích nặng 108 cân, nhưng mà lúc nó rời khỏi tay của Đường Tam, sức nặng sẽ không phải là 108 cân nữa, mà đó chính là 108.000 cân. Trừ khi được nó thừa nhận, nếu không cho dù có lực lượng thần cấp cũng khó sử dụng được nó. Khi mà Đường Tam dùng nó để tấn công địch cũng là hiệu quả 108.000 cân. Và đây cũng chính là uy lực của thần khí. Cho dù là lúc trước Đường Thần tu luyện đến hồn lực 99 cấp, Hạo Thiên Trì của hắn cũng chỉ là 108.000 cân. Tam Xoa Kích trong tay Hải Thần là vô kiện bất tồi. Coi như là thánh kiếm của Thiên Sứ Chi Thần cũng chỉ 36.000 cân. Còn Tam Xoa Kích của Đường Tam trong tay thì hơn 100 cân nhưng mà lại có uy lực 10 vạn cân trở lên. Cho dù là không mang theo bất cứ kỹ năng gì, nó cũng tuyệt đối là kinh khủng. Coi như là tường thành dày rộng của thành lớn cũng không chịu được một kích của nó. Khi mà Đường Tam đối mặt với huyết hồn thú, Đường Tam chỉ dùng một động tác đơn giản liền hóa giải một kích toàn lực của đối thủ. Khi đó tay phải của Đường Tam giơ lên, lấy uy thế ngập trời của Hải thần Tam Xoa Kích ngăn cản. Đường Tam xuất ra chiêu thức này thậm chí không sử dụng một chút hồn lực nào. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến cho huyết hồn thú võ hồn chân thân trực tiếp bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Võ hồn chân thân mà đối mặt với một kích hời hợt đã khiến cho nó kết cục trở thành bị nghiền nát. Lúc này thì Đường Tam thậm chí ngay cả chấn động từ Hải thần Tam Xoa Kích cũng không cảm nhận được. Tam Xoa Kích có thể sử dụng lực lượng của biển cả, uy lực không thua kém gì Thiên Sứ Thánh Kiếm. Tuy nhiên thì Hải thần Tam Xoa Kích sẽ mạnh nhất khi ở trong phạm vi của hải biển. Đây cũng là uy lực chính thức của thần khí mà vũ khí Hải thần từng sử dụng. Sức mạnh của nó chính là Hải thần. Khi Đường Tam triệu tập Hải thần Tam Xoa Kích, nó sẽ hiện ra và hai bên đầu kích hình tam giác. Hai bên đều có hoa văn hình lưỡi liềm. Lúc này tiên huyết của Đường Tam đã lan tới chỗ đó, nhuộm đỏ hai mép lưỡi liềm, có thể thấy được đầu kích rất lớn. Hai chân Đường Tam lúc này phải phát lực, hai khối hồn cốt xương đùi 10 vạn năm phải trợ lực lớn nào. Tiếng cọ sát chói tai lúc này sẽ vang lên, Tam Xoa Kích dần dần lên cao. Từ bên hình tam giác kéo ra chừng 3 thước bề rộng mỗi bên. Góc cạnh rõ ràng, đấy là đầu kích mang theo phần dưới nặng nề. Rồi phần đầu kích bắt đầu ra khỏi đất. Tam Xoa Kích tự nhiên là 3 phần, tả hữu hai bên tương đối nhỏ mà ở giữa đặc biệt rộng. Cái lưỡi của nó giống như một thanh kiếm. Trung tâm vị trí tiếp nối của phần lưỡi kích rộng lớn, ở giữa với phần dưới có một lỗ hổng hình thoi rất lớn. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh chảy ra từ bàn tay của Đường Tam, hoa văn trên cán Hải thần Tam Xoa Kích bắt đầu thức tỉnh. Mặc dù quang mang không mãnh liệt, nhưng mà kim sắc hoa văn nếu so với bộ dáng toàn thân ngăm đen lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Nó theo tiên huyết chảy xuống dưới, kim sắc lúc này ngập tràn, rót vào phần đầu của Tam Xoa Kích. Hoa văn trên hai lưỡi liềm bắt đầu đại phóng quang mang. Kim quang như là núi lửa bạo phát từ trung tâm của Hải thần đà phóng xuất ra ngoài mặt đất, chiếu rọi bao trùm cả người Đường Tam bằng một tấm kim sắc lộng lẫy. Ánh vàng nhạt từ dấu ấn ở Tam Xoa Kích trên trán của Đường Tam bắt đầu hiện ra. Hải thần chi quang từ từ di chuyển về phía dưới cán kích, trải qua cán kích dài hơn một trượng, rơi vào trong lỗ trống hình thoi trên Tam Xoa Kích lộ ra trên mặt đất. Trong chốc lát thì không khí phản phất ngưng động lại trong vòng kim quang mãnh liệt từ trên đầu của Tam Xoa Kích bộc phát ra. Đường Tam lúc này cùng Hải thần Tam Xoa Kích bộc phát ra giống như là thành một khối. Kim sắc hoa văn giống Tam Xoa Kích như đúc từ trên người bộc phát ra. Ngay lúc này thì kim sắc phun xuất trên trán của Đường Tam là Hải thần chi quang chuyển hóa thành lam sắc, là một khối lam sắc sâu rộng như là biển. Từng điểm kim quang dần tiêu thất trong lam sắc, chỉ còn lại một màu lam tinh thuần. Một khối lam sắc hình tam giác từ mắt Đường Tam chậm rãi bay ra, thông qua lam quang nó hình thành một câu nối với lỗ trống hình thoi ở trên đầu của Hải thần Tam Xoa Kích. Lần đầu tiên Đường Tam sử dụng Hải thần Tam Xoa Kích bởi vì dùng sức quá độ, vùng cơ ở sau lưng cùng cánh tay giống như là bị bạo liệt. Nhưng mà Tam Xoa Kích này tượng trưng cho Hải thần thần quyền. Một lúc sau thì nó cũng động tĩnh, từ từ Đường Tam nhấc nó lên khỏi mặt đất. Lúc này thì Đường Tam bắt đầu nhấc kích lên, dấu ấn kim xoa kích vàng nhạt một lần nữa biến thành kim sắc chói lọi. Thần quang mãnh liệt kết hợp cùng với quang mang trên Hải thần Tam Xoa Kích phóng ra thành một thể. Tam Xoa Kích lấy trường kiếm ở giữa làm chủ, hai nhánh hai bên là phụ,
Kim quang như mặt nước nhấp nhô làm chói mắt mọi người. Tiếng rồng kêu không dứt phát ra từ cán của Tam Xoa Kích. Khi mà Tam Xoa Kích xuất hiện trên bầu trời mây đen dày đặc, nó làm cho cả hải thần đảo trở lên tối sầm. Kim quang mãnh liệt phát ra, quang minh xua tan hắc ám. Nó có thể chiếu sáng cả hải thần sơn cũng như là chiếu sáng cả hải thần đảo. Kim sắc cực mạnh phóng lên trời, xuyên thẳng qua mây đen.